Chào mọi người nhé. Đây Vinh đang đứng ở cái vườn bưởi lớn nhà Vinh. Hiện nay tưới tiện thể xuống đây để quay phim chia sẻ với mọi người về cái hệ thống châm phân của Vinh. Cái cách mà Vinh châm phân tưới cho cái vườn này. Ví dụ như là tưới vi sinh, tưới men ấy, hoặc là phân dạng nước, rồi humic, chico gì đấy các thứ. Để Vinh đổi camera rồi nói chuyện mọi người nhá. Đây táo Vinh đang tưới đó, và cứ mỗi lần tưới thế này thì vài ba cứ tưới Vinh này châm phân cho nó một lần tùy loại nha mọi người. Ví dụ lúc nào chúng ta bỏ phân NPK chúng ta thích châm thì phải hòa vào đấy. Bây giờ thì nó đang muốn ra bông thì Vinh sẽ châm lần với cả humic. Đó mọi người thấy này, thấy nhá, bông này, nhỏ xíu thôi này. Đây, mọi người nhìn cái cây này thì biết rồi, Vinh không hề xiết nước, cũng không tuốt lá gì nhá, tự nó ra. Đó, đây bông này, những cái này là chồi thì chúng ta lặt đi cũng được. Cái này nó ấy quá, nó có hai nhánh này lặt đi cũng được ha. Những cái này nó bông này mọi người thấy chưa, trái này đang nuôi trái nha. Cái nhánh này là Vinh mới chiết xong để năm nay ươm và bầu xong mới trồng, chứ trồng thẳng trên cây xuống thấy nó yếu quá. Đây để Vinh đi lên đây rồi quay cái bộ mà châm phân cho để anh chị em làm đang làm nông nghiệp giống Vinh có thêm một cái cách để chúng ta châm phân nhé. Tại Vinh thấy nhiều anh chị em khác làm nông nghiệp thì cũng phải chế cháo đủ các kiểu để châm phân cho cái hệ thống tưới, thì thấy vừa tốn kém mà lại còn phải cần nhiều đấy nữa. Cái máy nó hơi ồn nha mọi người. Thì như là nếu mà anh em á, đây là cái phi phân của Vinh nhá. Nếu mà anh em khoan ngay đây luôn á, xong ấy thì nước nó không hút phân, chúng ta phải ép nó mới vào. Mà chúng ta mở khóa cái là nước nó vào lại cái thùng phân của chúng ta. Đây Vinh chơi ở cái đường lúc B luôn. Để Vinh khoáng phân xong thì cho mọi người xem nó hút nhá. Đây là cái xô humic. Ngắt rồi cả. Hôm ấy thì Vinh Vinh ngâm từ hôm qua 2 kg vào đây. Cái hôm ấy này xem nó lại có mùi giống phun vít, màu cũng giống phun vít luôn. Trời ơi, nãy khoảng xong giờ nó nắng cạn cứng ngắt. Tùy chúng ta mà chúng ta làm thôi. Ví dụ như một cái vườn ta bình thường chúng ta tưới mất 3 kg humic thì chúng ta cứ chia ra. Ví dụ như bây giờ chúng vườn chúng ta tưới thành 4 giạt thì chúng ta sẽ chia cái chỗ humic đấy ra làm 4 lần, rồi chúng ta khoắng vào cái phi và cho hút 10 phút thôi, 5-10 phút thì đấy là nó hết rồi. Còn lại thì sau đấy là tưới nước không thì nước nó sẽ dập cho cái phân của chúng ta nó xuống đất luôn, nó có bám trên lá cây thì nó cũng không có dính nhá. Nếu mà có tưới nước mà văng lên lá cây luôn á thì nó cũng không dính ở lá cây, bởi vì nó
Cái này là cái phi mà lân đỏ với cả humic nha mọi người. Đó, này là cái ống này, mọi người thấy chưa, cho vào đây xong Vinh mở cái này đấy là nó hút này. Nha, phân nó tới cái vạch đó nha, nó hút rồi đó. Thì chúng ta làm này chúng ta chịu khó, cái phân chúng ta mà cái loại mà nóng cạn khó tan á thì chúng ta cứ phóng lên. Đó, thấy chưa mọi người, thấy chưa, từ cái vạch mà nó xuống rồi này, hút rồi đó. Đó thì lúc nào hút hết thì chúng ta chỉ việc là khóa cái khóa đấy này, xong tưới sang khu vực khác thì chúng ta lại pha phân vải phi này lại cho hút nè. Tự nó hút nha anh em. Còn Vinh thấy nhiều anh chị em làm ở cái đường ống ra của cái bơm á là phải dùng cái máy xăng, máy xịt ép phân vào đấy. Người thấy hút chưa? Cái humic này nó nắng cặn, quắn này thì khó quắn liên tục. Đây cái ao nhà Vinh này, cái quên mất là cái phương án này thì anh em phải có cái hệ thống tưới giống như Vinh, là cái bơm nó ngay ở trên gần vườn. Chứ nếu mà chúng ta bơm dưới sông xa thì đúng là phải cần cái hệ thống kia. À, vậy nhá, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhá. Để Vinh cho nó hút hết cái chỗ phần này đi rồi Vinh lên nghỉ trưa thôi, đang giữa trưa.